nhiều vị trí ở trên băng ghế huấn luyện của nhiều đội bóng và cũng là cầu thủ đã từng chơi futsal, một futsal chuyên nghiệp. Đường truyền của Đạt Cải, tình huống giật gót, đó là tình huống giật gót của Hiếu Cà Mau. Nguy hiểm. Mimi, chúng ta cùng xem lại một pha đóng bóng sống rất. Đây là cầu thủ trưởng thành từ bóng đá sinh viên và đã từng vô địch cả hai nội dung sân 11 và sân 5 của giải sinh viên toàn quốc. Tuy nhiên ở trong hiệp 1 này thì Nhật chưa xuất, còn chú Aja nguy hiểm. Tấn phát vào không? Không vào, không vào, không vào. Thưa các bạn, vẫn có thể nói đó. Đây là cơ hội dành cho các thủ áo xanh. Dứt điểm, không vào. Đó là đẳng cấp của Cap La Villa với một tình huống di chuyển ngang. Nhưng người xuất sắc ở trong vòng bóng vừa rồi là Huy Su. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý của Cap La Villa. Nhưng cái đầu ngón tay của Huy Su đã ngăn cản bàn thắng đầu tiên của Cap.